Tô bún bò này có giá là 30 cành thôi đó mà tôi ăn ở đây là 3 năm rồi cô vẫn chưa lên giá luôn á mấy bà. Nào là thịt nè, rồi chả nè, rồi xương bò nữa nè, nói chung là nhiều lắm. Hello mọi người, mình là Vi Thích Review đây. Tôi đã náo loạn Cần Thơ lại rồi nè mấy bà ơi. Hôm nay dắt mấy bà đi ăn bún bò với tôi nha. Chỗ này còn có bán cả đồ ăn vặt, cá viên chiên, rồi bột chiên đồ nữa nè. Nói thiệt thì ở Cần Thơ bà nào ăn bún bò Gia Hưng rồi á thì comment dưới cho tôi biết với đi. Cái chỗ này là cô với chú hồi lúc bán ở chợ đêm mà còn ở đằng bãi cát tút đằng kia kìa. Bây giờ cô chú dời lại vô trong nhà bán rồi mà tôi vẫn còn ăn ở chỗ này là mấy bà biết nó ngon cỡ nào rồi đó. Cái nước dùng á thì nó ngọt thanh. Còn nếu bà nào mà ăn đậm đà như tôi á, nêm một miếng là tương đen, tương ớt, sa tế với nặng một miếng chanh vô. Mà nhớ là phải pha một cái chén nước chấm cực kỳ cay nha, ăn nó mới đã. Quán của cô chú á, là bán tầm khoảng 3 giờ chiều cho tới 1-2 giờ sáng luôn. Cho nên nó tối khuya bà nào mà thèm bún bò thì cứ xách xe chạy qua đây là có liền nha. Khúc này là tôi đi làm mới về đó, trời ơi, tan ra một cái tao nói nó đói bụng gung ngựa trơn á. Nghĩ ngay tới bún bò là phải chạy xuống đây liền chứ không đi đâu khác hết trơn á. Mấy bà đi ăn bún bò thử pha cái nước chấm giống tôi đi, ăn nó ngon lắm luôn á. Để miếng tương đen, tương ớt, rồi sa tế, nặng chanh nó chua chua nữa. Trời ơi, ăn nó dính lắm luôn á. Tao nói đói con mắt, chưa dừng lại ở đó đâu. Order thêm một dĩa bột chiên nữa nè. Dĩa này là 25 cành nha, mà nhiều cỡ đó đó mấy bà. Ăn muốn không nổi luôn á. Cái nước chấm đáng lẽ ra tôi phải quậy lên đều rồi mới chan vô. Mà trời ơi, gấp quay của trời rồi cái đổ vô cái chan luôn. Nói chung thì cái quán này làm đồ ăn rất là hợp khẩu vị của tôi luôn. Mấy bà có dịp chạy xuống dưới công viên sông Hậu nha. Để hồi tôi chỉ cái địa chỉ cho. Tôi ngồi tôi ăn mà tôi hỏi cô chủ á, ủa cô ơi, sao cô bán bún bò á mấy năm trời rồi cô vẫn giữ nguyên cái giá 30 mà cô không lên giá. Cái cô nói thôi cho sinh viên đồ nó ăn rồi lên giá rồi ai đâu mà ăn. Nói chung là bún bò Gia Hưng mãi đỉnh. Mấy bà có dịp đi xuống công viên sông Hậu nhất định phải ghé chỗ này ăn đó nha. Bây giờ còn nhiêu đây ăn hết nổi rồi, no căng cái bụng luôn rồi đó. Rồi địa chỉ là Gia Hưng bún bò bột chiên đồ ăn vặt rồi đó, đường sông Hậu, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ nha. Bye bye.